Chào các bạn, hôm nay khi làm về mình có nhận được một cuộc điện thoại của từ vợ. Bởi vì hôm nay vợ đi học lái xe, thế cho nên là vợ bảo về nhà vợ mới mua mấy con tôm hùm cho vào hấp lên. Nhưng thực sự ra mình ăn tôm hùm hấp thì cả tuần nay rồi. Nếu như mà hôm nay ăn nữa thì chắc là bữa thứ 5 mình ăn tôm hùm này. Và mỗi bữa mình ăn hai con như thế này, mình cảm thấy rất là ngán. Bởi vì là ở bên Hàn Quốc vào mùa này là mùa tôm hùm, nhưng mà cộng với là có dịch bệnh cho nên là người ta không xuất được đi ra nước ngoài. Bởi vậy những con tôm hùm này người ta bán ở các siêu thị rất là rẻ. Một con tôm hùm này thì tầm khoảng độ là 180.000 tiền Việt Nam. Nếu như mà vào những cái dịp mà nó đắt thì con tôm hùm này nó đắt gấp đôi, có nghĩa là phải bằng 300 đến 400.000 một con đấy tiền Việt Nam. Bởi vậy là vợ mình cứ tiếc cho nên là vợ mình mua về. Thực ra là ăn tôm hùm nhiều cũng không sung sướng gì cả, ngán lắm. Nhưng mà hôm nay mình lại có ý định khác một chút, mình không hấp nữa. Nếu hấp như mọi khi thì ăn rất là ngán. Hôm nay mình sẽ thử một cách làm khác với con tôm hùm này, đó là mình sẽ xẻ đôi con tôm hùm này ra và làm tôm hùm sốt bơ tỏi và cộng thêm một cái ở bên Hàn này rồi người ta gọi là chít trừ, nhưng mà cái ở Việt Nam này mình không biết tên, nhưng mà nó cũng có một phần ở trong cái bánh pizza ấy, mà khi mình gọi là mình cắt à mình bẹo cái bánh pizza ra ấy, thì nó sẽ có phần gọi là dai dai đấy. Như thế mình sẽ cho cái đấy vào, hy vọng rằng là nó sẽ rất là ngon. Các bạn hãy theo dõi mình làm nhé. Trước mắt thì mình sẽ sơ chế con tôm hùm này, là sẽ rửa sạch con tôm hùm này và chẻ làm đôi. Xong sau đó mình sẽ đi làm nước sốt để cho con tôm hùm này. Cái trứng của con tôm không, và cái phần màu vàng này đó là gạch gạch tôm. Bước tiếp theo ấy thì mình sẽ dùng cái loại gói gói bên Hàn này gọi là cái, ở đây mình biết là chít 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 trừ, ở bên bên Hàn gọi là chít trừ. Thì cái này là một phần trong hương để người ta làm bánh pizza, mình cho vào để mình làm để cho nó có độ dai, với lại là để cho nó có cái vị khác. Thứ hai là mình sẽ dùng cái nước tương tương ớt Chinsu hay là sa tế tôm hay cái gì đó, nhưng mình ở đây mình không có, mình chỉ dùng loại nước tương ớt này để cho vào cùng. Thứ ba nữa là mình sẽ dùng cái loại là bơ thơ, và tiếp theo nữa là tỏi. Trước khi cho lên chảo chiên thì mình sẽ dùng cái này mình rắc lên trên mình con tôm này.
난 캄캄 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무나 서럽겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섰게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 Như vậy là mình đã làm xong đĩa tôm hùm chiên bơ tỏi và có thêm một chút chít trừ cheese vào trong cái con tôm này. Hy vọng rằng là với món này mà khi các bạn ăn tôm hùm chán rồi đấy thì các bạn hãy làm thử món này xem, chắc sẽ hấp dẫn và ngon miệng lắm đấy. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy nhớ like và ủng hộ kênh cho mình để mình sẽ có động lực làm những video tiếp theo sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn. Ăn gặm luôn một mồm.
Không ngon hơn là ăn 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 hấp không? Hấp luôn ngon của hấp. Mình gọi là ăn ngon của cái gọi là. Thực ra nói thì là tuần này ăn đầm thơm thơm. Tuần này nhà mình ăn hấp nhiều quá rồi, bây giờ ăn sốt bữa tuổi nó khác một chút. Thơm thơm. Ăn thơm thơm nó còn ngậy á. Hả? Làm rồi. Đây là thay đổi khẩu vị thành công. Ngon thật à. Ngậy ngậy trong kia nó có bơ ngậy ngậy không? Thực ra nói thì ăn hấp mấy hôm nay ăn nó chán quá rồi. Thay đổi khẩu vị mình suốt bữa tuổi nên một chút nó ăn chắc nó sẽ ngon hơn. Hợp lý. Thay đổi hợp lý.